sau đấy là làm đến bài chân, chân làm sấp. Sau đấy thì mình làm đến khách nằm ngửa lên thì mình sẽ làm đến tay, ngực, cổ và mình là đầu. Thì nói như thế thì có bị ngắn gọn và bị chị cứ trả lời thôi. Rồi, câu hỏi thứ hai ạ. Chị cứ lấy đi em nghe. Điểm nhấn của một bài massage mang lại tác dụng trọn vẹn là gì thì mình nghĩ là em vẫn nghe. Khi mà mình massage cho khách ấy, thì thứ nhất là tập trung vào để làm cho khách, tức là cách mình số lượng như thế nào, chỗ nào là lực mạnh, lúc nào lực nhẹ, lúc nào thì mình, tức là lúc nào mình cũng phải, tay mình cũng phải bám sát vào vào phần vào khách để có cảm giác là họ luôn luôn có cái sự chăm sóc. Thế thì trong lúc bài giảng thì mình nhớ là phần khởi đầu thì cô giáo có giảng là điểm nhấn là khi mà mình xoa hông của khách thật là nhẹ và sau đấy mình có ấn vào cái phần xương cột này. Thế còn đối với chân ấy thì điểm nhấn chính ấy chính là nếu mà là cái chân, nếu mà khi mà nằm sấp ấy thì cái điểm nhấn chính là lúc mà mình đè xuống để mình ép cái chân của khách sao cho khách cảm thấy nó được thư giãn. Thế còn khi mà về chân và khi mà khách nằm ngửa thì mình sẽ ấn mạnh vào cái những cái huyệt mà dọc theo cái gọi là cái ống đồng của khách. Thế còn tay thì mình thấy điểm nhấn của khách là khi mình xoa cái cơ ngoài là cơ biên này, sau đấy mình vuốt để cả chất độc ra khỏi tay này. Thế còn về lưng thì cái điểm nhấn là cái lúc đầu ấy, khi mà mình ấn xuống mình có ba nấc, tức là lần đầu tiên thì nhẹ xong là mạnh này, mạnh vừa đến cái mạnh nhất. Thì phần cổ thì là mình phải chú ý nhất là bóp vào cái phần vai này của khách này, và cái phần cổ này vuốt lên và cái huyệt này khách rất thích. Thế còn về đầu thì lưu ý là cái huyệt ở phía sau này, huyệt thái dương, và khi xoa vào đầu của trong khách thì là không để tay mình trượt lên tóc của khách, nó cảm giác sột soạt, khách sẽ không thích. Ok, sẽ tóc. Cuối cùng sự thay đổi chúng ta đến kiến thức, tức là khi mà đối với cơ thể của mình ấy, thì khi mà xong cái khóa học này thì mình trở nên cơ thể mình cảm thấy nhạy cảm hơn, biết là cái lúc nào cần tác động mạnh, tác động nhẹ, lúc nào thì thấy nó hơi vốt ve một chút. Thế và có ý thức là về chăm sóc cái cơ thể của mình. Và thậm chí là qua cái này thì ở nhà mình cũng tự massage được cho bản thân mình. Thế còn về kiến thức thì mình thấy rằng là cái kiến thức chắc chắn là đã phải được là nâng cao rồi. Và mong muốn rằng là học như thế này vẫn chưa đủ, phải học thêm nữa. Cảm ơn chị. Thì cái thứ ba, câu thứ ba thì em bổ sung thêm là cái sự thay đổi đó là bàn tay này, bàn tay nhịp thở thì đúng, nhịp thở cảm đi được ra thì đúng. Cái gáy này, rồi nữa là gối cái chân, rồi nữa mình lau khăn nóng lúc chào đón đấy.
câu thứ hai thì chị trả lời rất là tỉ mỉ, cũng tốt nhưng mà chưa được xuất sắc, là bởi vì khi mình nói về điểm nhấn của bài massage mang lại một tác dụng trọn vẹn ấy, thì mình sẽ nói là cái điểm nhấn ấy, là mình cái lúc mà chị nói là chậm sâu vào đầm dẫn tốt, thì mình phải biết phân tích trên cơ thể khách hàng cái chỗ nào mình cần mạnh, chỗ nào cần nhẹ, chỗ nào nhạy cảm, ví dụ phần đùi, phần hông hoặc là phần ngực, phần bụng ấy, những cái chỗ nhạy cảm như thế thì mình sẽ sử dụng những cái kỹ năng nghệ thuật mềm đấy, và kỹ năng chăm sóc và hiểu khách, đó là mình luôn tươi cười này, mình động viên, ví dụ như bảo là ôi đau lưng quá nọ kia mất ngủ ấy, thì mình sẽ dùng những kỹ năng mà mình động viên để cho bố mẹ mình ấy ngủ ngon hơn, hoặc là khi mà ấn huyệt thì những người mà có cái tiền sử là đau lưng chẳng hạn thì càng ấn mà mình sẽ bị chai sạn, mà mình cảm thấy không đủ lực thì có người yêu cầu là ấn mạnh hơn, còn những người đau quá không chịu được thì mình lại phải động viên người ta là đau một chút nhưng sau nó sẽ thoải mái. Thì trong cái điểm nhấn này thì nó sẽ vừa bao gồm cả kỹ thuật nữa, ngoài kỹ thuật ra thì mình phải có cái kênh nghệ thuật đấy, ví dụ như sau này chị massage bài massage tình yêu cho chồng của mình đấy, thì chị phải hiểu là cái chỗ nào là cái chỗ vùng nhạy cảm mà gây phấn khích thêm một tí, thì dùng cái từ đấy nó chưa chuẩn lắm, tức là ví dụ như phần hông này, ngồi văn phòng nhiều này, và những người bị bệnh lý đau lưng thoái hóa là nó sẽ bị chèn ép cái tay dây thần kinh nó đi qua cái phần hông và nó lan xuống phần bắp chân, thì mình sẽ massage càng nhiều cái phần mông này đấy và phần đùi trong này, thì để cho người ta nhớ đến cái bài massage của mình là đi ra ngoài massage rất là nhiều nơi nhưng mà về nhà vợ massage vẫn là thích nhất, tức là để mà thích có được trọn vẹn đấy là ngoài kỹ thuật ra mình phải hiểu, mình phải hiểu toàn diện tâm lý là cần gì nữa đấy. Rất là tốt, thì em cảm ơn chị đã nắm hết được quy trình. Thế chị hỏi là thường lẽ bảo là cái bên cái đùi bên trong ấy thì là rất mềm, nhưng mà cái đùi trong sẽ có rất nhiều mạch máu. Thế thì lúc nãy mình massage thì mình massage kiểu gì? Tại vì chị chỉ thấy massage quá là mình chỉ xoắn một cái, mình chỉ cái móng tay con cái của mình không dám làm mạnh. Hay là mình chỉ cần xoa này? Trong này là dùng lực toàn bàn tay. Khi mà massage mình sẽ nói từ chuyên ngành kỹ thuật nhá, bên nội, bên ngoại, đúng rồi đấy. Thì mình dùng kỹ thuật toàn bàn tay thì cái lực nó sẽ chuyển đổi như sau. Thì các đường xoắn ốc, các đường xoắn ốc thì là khi mà làm cái đùi bên phải nhá, thì tay trái là lead the đi đấy, thì là mình vuốt này, mình vuốt từ dưới lên trên, để khi điểm tiếp xúc ấy nhá, mình tiếp xúc một cái này là mình truyền cái nhiệt, cái nhiệt đã, cái nhiệt hơi ấm của cơ thể mình tiếp xúc vào này, báo động cho cơ thể của người massage truyền cảm ứng rồi truyền tải lực này, thì lực nó sẽ đi là bàn tay trước, sau đó là các ngón tay, các ngón tay nó lại đi như thế này cơ, tay út đi trước, nếu mà mình đi theo chiều này, tay ngón út, sau đó ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái, còn muốn quay lại thì ngón cái trước và dần dần các ngón kia. Thì lúc nãy là chúng ta làm là đặt tay vào đây này, đặt này, bắt đầu xuống lực thẳng tay từ vai xuống, sau đó mình truyền cái năng lượng từ cái lòng bàn tay của mình đi ra các ngón tay đây, vuốt lên này, vuốt thì lúc nãy chị nằm em massage chị, chị cảm nhận này, vuốt cao lên một tí này, xong bắt đầu tay này đi theo là mình miết xuống, miết thì mình lại nghiêng người theo và lực rất mạnh mình miết bằng cái lòng bàn tay này, sau đó toàn bàn tay. Thì nôm na chị phải hiểu là kỹ thuật ở khi mà mắt sang đùi ấy, cái vòng xoáy nó rất là rộng này, chậm sâu và đầm, và tay của mình là liên hoàn liền mạch, các động tác nối không rời chút nào, thì cứ đi lên thì là lực xoa, lực xoa nhẹ, đi lên đi xuống là lực mạnh, đi xuống là lực vuốt, đúng rồi, mà lực vuốt mạnh đè, vuốt mạnh đè xuống. Ví dụ em ở đây nhé, chị lấy cái này xoa. Sắp xong chưa? Sắp xong rồi chị. Nhưng mà cái tay này thì làm sao mình hiểu được một cái vuốt ngược lên chứ? Tay này đây. Nhưng ví dụ em đi ở đây lên, chị ví dụ như này nhá, thì chị sẽ xoa này, đúng, hoặc là xoa thế này. Đúng rồi, mình đi theo cái đường cua dốc này đấy. Cua dốc như này rồi. Vâng. Thế thì cái tay này vuốt nhá, khi mà đùi bên này là tay này đi này này. Tay này khi tay này đi lên thì tay này chuẩn bị đi xuống. Tức nó ngược nhau, nó ngược nhau bác ạ. Tay này lên, tay nhưng này mà xuống. Chị đứng bên này thì làm sao mà tay này thấy được? Cái chị phải đứng nào? Đúng rồi, chị đứng bên này. Đấy. À, đúng rồi, tay chị... này đi lên thì tay kia lại đi xuống.
lên, tức là phải đứng ở phía đầu lên của khách xuôi. Như này đúng rồi đấy, đứng xuôi tay phải xuôi người của khách. Về nguyên tắc là cứ chân phải thì lại tay trái đúng, còn chân phải thì là tay trái là bởi vì đầu. Nếu không nó sẽ bị nó nếu tay này thì cái tay này nó sẽ bị thừa đúng chính xác. Nhưng mà chị để khoảng về chân chị đang có khách thôi, chị khoảng từ dưới tầng 2 mà. Nhưng mà chân ấy vâng. Thì mình vuốt ngược lên vuốt xuống cũng ok không vấn đề gì, hay là chỉ được ngược lên mà chị lúc đi ngược lên thì là xoa và nhẹ thôi, đi xuống là mạnh, là bởi vì một lý do nữa là xuôi chiều lông và ngược chiều lông. Khi mà ngược chiều lông thì người ta sẽ bị rát, còn xuôi chiều lông thì nó không bị rát, vì nhiều người có lông người ta nó dài á, mà mình kiểu cứ cố tình mình đẩy cái chiều lên mạnh thì người ta bị rát. Thì chắc chị hỏi là nếu như quá xa mà học vậy thì học về cái massage Nhật ấy, cái huyệt thì chị không nắm được rõ mà thì học cái nhà để học được. Mình học ngữ pháp trước, mình đi ngữ pháp trước, em cho chị tên huyệt, em chỉ cho chị tất cả huyệt đạo trên cơ thể. Thế nhưng mà làm sao mà để mình tìm được đúng cái huyệt mà mình làm đó? Thì mình sẽ thực hành trên người mẫu. Đầu tiên là mình sẽ học vẽ trên bàn nhá. Mình học thuộc cái hình huyệt và vị trí của huyệt. Và sau đó là chị sẽ học nhận dạng huyệt trên người mẫu thật. Đấy, thay vì cái bài massage Thụy Điển nhá, mình chào bằng dầu. Thì cái bài massage của Nhật ấy là chị phải dò huyệt, phải nhận dạng huyệt trên cơ thể của người mẫu thật. Thế trước khi học ấy, mình em có cái quyển sách hay lý thuyết gì không? Em có lý thuyết chứ. À không, nhưng mà có để đọc trước hoặc như có yên tâm. Vâng.